Xin chào các bạn. Hôm nay mình có đi sưu tầm được mới quay lên cùng các bạn xem. Mình đầu tiên là mình sưu tầm được một quả sạc dự phòng. Nó ghi là 10.000 mAh 36W đó các bạn. Mình thấy đèn vẫn còn sáng, vẫn còn nhấp nháy. Tiếp theo mình lượm luôn cái quạt. Ở đây nó ghi là 12W. Mình sẽ dùng quạt này đó, mình thử nó hoạt động nha các bạn. Nó vẫn có hiện tượng quay đó các bạn, mà pin này yếu quá không thử. Quạt hay vẫn sử dụng tốt các bạn. Tiếp theo mình có thấy được cái cục biến áp, cục biến thớ trong kích điện các bạn. Các đầu dây thì vẫn còn những con trở ở đây, nghĩa là chỉ là cháy sò cháy gì thôi, chứ biến áp vẫn còn các bạn. Tiếp theo mình có được cái nguồn UBS Santec hay các bạn. Cái này nó bị gãy rồi, miếng nhôm người ta còn tháo mất tiêu rồi. Này mình tận dụng được cái hai con mút phép và cục biến áp này đỡ mình chứa đồ này nọ đó các bạn. Ở đây được con dao động là K3525 á. Mình tiếp theo là mình có lấy luôn hai cục nguồn của cái bóng led đó. Ở đây nó ghi là công suất nó là 5W và nguồn vào nó là 256V này. Và nguồn ra nó là từ 3-5V nữa. Đây là cái lô trung, nó có hai cục từ các bạn. Bề ngoài thì nó trường sắt thì vẫn còn đẹp. Cái màng lo bị nó bị bụi bám với nhĩ, nó bị mớp rồi các bạn. Mình thử xem cái lo này vẫn còn vắt, có còn hoạt động hay không. Nên mình sẽ dùng cái quả pin này 3650. Mình thử cái lo này. Các bạn có nghe không ạ? Vẫn còn hoạt động. Này đỡ mình tận dụng mình chốt vào cái thùng của mình nha các bạn. Tiếp theo này là mình có làm theo cái mạch master. Ở đây nó có này là có hai con ISO 4008. Hình này chỉ có hai mình chơi, hai ISO các bạn. Đây là motor 7.5. Trong cái xe trẻ em các bạn, mình thấy mình tiện lấy luôn. Mình thấy một món cùng mới. Vẫn còn hoạt động các bạn. Cái này chạy nó hơi bị kêu ạ.
và đây mình tháo được một mớt một ít tụ từ cái mạch nguồn âm ly, được kẹp tụ số 3V 10 mi. Tụ 63 10 mi thôi các bạn. Và đây là chiếc loa bass 25. Mình thấy gân loa vẫn còn tốt, màng loa vẫn còn cứng. Mình sẽ thử chất loa này như thế nào các bạn. Vẫn tốt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn xem hay nhớ đăng ký ủng hộ để mình có động lực làm thêm nhiều video hơn.